Vâng, đây là một cấu hình combo mà bên chúng em đang phối ghép cặp loa VK900 này để chuẩn bị gửi vào trong thành phố Nha Trang với cấu hình như trên. Em đang sử dụng một đẩy X7 DAC. Đẩy X7 DAC này là dòng đẩy nền vang mà dễ dùng nhất, nhiều tính năng, kết hợp với nâng tiếng, kết hợp với mic không dây VK321 này. Và cặp loa WeWord VK900, dòng loa cây bass 25 với hệ thống chung 16, một siêu kèn và hai tép bằng giấy. Cho ra đầu công suất chúng ta hiện tại có thể khai thác max lên tới 400W và nó dao động từ 150 đến 400 này, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 92 dB. Phiên bản được sản xuất tại nhà máy chính hãng của WeWord đặt tại Đài Loan và hàng nhập khẩu 100% về với giá niêm yết hiện tại đang là 7 triệu cặp này. Kết hợp với đẩy X7 DAC là 7 triệu, 14 triệu với bộ mic VK321. Tổng là 17 triệu với 1 triệu bộ nâng tiếng CV800 Ultra nữa là 18.800.000 đồng. Rất tuyệt vời với một cấu hình tiếng rất sáng trong như này. Hiện tại bên chúng em đang đây, trước khi những sản phẩm bên chúng em đưa ra thị trường thì luôn sẽ phải có cái tem niêm phong của hãng Zika. Em xin lỗi, của bên đơn vị bán hàng công ty Zika Audio niêm phong lại những con bát, những cái linh kiện để đảm bảo đây là hàng xuất xứ chính hãng tại Zika chúng em phân phối. Và đây là những cái quy trình mà luật bất thành văn bắt buộc chúng em phải test. Tất cả những sản phẩm khi đặt bên chúng em là đều phải test. Em dán cả bát dưới nữa. Ok, em sẽ thử chọn thử một bài hát xem nào. Lâu lắm mới không hát. Ca khúc gì bây giờ? Tôi xin gửi tới các em ca khúc Lá Thư Trần Thế. Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa hoa nên về. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao nâng lên muôn màu. Con tưởng hòa châu soi tuyến đầu. Này Chúa con là tiêu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã xa đi. Hai ba năm chưa tòa chi, nên thu qua xuân sang hè. Con đời tàn tật mới đi về. Rồi. Cái bộ mic 312 này thì tiếng mic nó rất là hút mic. Khi các anh em hát thì để xa được mà để gần được thì chúng ta hát karaoke nó không bị tốn hơi như những cái bộ mic mà bình thường và cái khả năng bắt mic của nó kém. Và cái quá trình sử dụng mic chúng ta nên cầm một cách như thế này cho nó đúng nhá, không nên cầm như này hát nó sẽ bị ồm và hoặc gây ra hiện tượng lắc sen rít mic. Chúng ta nên cầm gọn gàng như này. Và thời gian có hạn nên em cũng xin được khép lại video ở đây để đóng cái cấu hình này để gửi vào thành phố trong Nha Trang. Rất là cảm ơn các khách hàng đã tin dùng sản phẩm bên chúng em phân phối. Xin cảm ơn các bạn em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và like cho bên chúng em khi mỗi video chúng em đăng tải lên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn em vào những video clip tiếp theo ạ.